Sáng nay, đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có buổi làm việc với Ban chỉ đạo 35 thành ủy Đà Nẵng về nghiên cứu khảo sát thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố. Trong thời gian qua, bên cạnh việc tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác tư tưởng nói riêng, trong đó nâng cao tính chiến đấu của công tác tư tưởng thông qua công tác đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình trên lĩnh vực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, coi đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền các quan điểm chỉ đạo, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến các cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị, đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các thành viên Ban chỉ đạo 35 Thành ủy Đà Nẵng đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ một số kinh nghiệm, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.